Thưa quý vị, du lịch y tế là loại hình du lịch kết hợp mục đích khám chữa bệnh bằng hình thức phẫu thuật và không phẫu thuật, khám và điều trị thẩm mỹ. Hiện nay, thành phố Hồ Chí Minh là điểm đến đầy tiềm năng. Với ghi nhận của phóng viên HTV về những hoạt động ban đầu có phần thúc đẩy phát triển du lịch y tế tại quận 10. Mới đây, quận 10 thành phố Hồ Chí Minh đã ra mắt phố sức khỏe. Các sản phẩm du lịch y tế nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của gần 150 cơ sở. Từ đây, quận phối hợp cùng các đơn vị lữ hành cho ra mắt 3 sản phẩm du lịch y tế đặc trưng của quận là quận 10 ngày tỏa nắng, quận 10 tỏa sáng nụ cười và em là bác sĩ. Thưa quý vị, đối với các cơ sở đơn vị tham gia tour du lịch y tế của quận 10 thì sẽ được là cấp một bảng đạt tiêu chuẩn phục vụ du khách do Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh cũng như là Sở Y tế cấp phép thẩm định để có thể là đạt tiêu chuẩn phục vụ du khách trong và ngoài nước một cách tốt nhất. Nhà hàng chúng tôi là tập trung những cái món ăn thực dưỡng thuần chay để mang đến sức khỏe tốt cho cộng đồng. Khách hàng sẽ được nhận những cái sự chăm sóc và điều trị từ các bác sĩ có chuyên môn và các kỹ thuật viên là giỏi tay nghề. Những cái máy móc công nghệ cao hiện đang có trên thị trường hiện nay. Mong rằng các khách du lịch khi mà đến Việt Nam, đặc biệt là đến thành phố Hồ Chí Minh thì vẫn nhớ Việt Nam là một cái đất nước rất là thân thiện, đất nước xinh đẹp và đặc biệt là cái nền y tế cũng như là cái việc mà chăm sóc sức khỏe nó cũng rất là hiện đại cũng như là công nghệ đầy đủ. Không những hướng đến đối tượng người lớn, du lịch y tế quận 10 còn hướng đến đối tượng trẻ em. Cái du lịch y tế này thì ít nhất là nó hướng các em được tận mắt nhìn thấy cơ sở y tế, các em được thấy bác sĩ làm việc, các em được thấy nhân viên y tế phục vụ bệnh nhân. Theo Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh, trung bình mỗi năm có khoảng 300.000 khách nước ngoài đến Việt Nam khám chữa bệnh, trong đó 40% lượng khách tập trung tại Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là những kết quả ban đầu khả quan để du lịch y tế thành phố phát triển hơn nữa trong thời gian tới. Sản phẩm du lịch y tế thì đây là một trong những cái sản phẩm mà mang tính đột phá của du lịch Thành phố Hồ Chí Minh và cả khu du lịch Việt Nam. Bởi vì thực tế rằng là nhắc đến về y tế và đặc biệt là y học cổ truyền cũng như các ngành nghề đa khoa thì y tế của Việt Nam mình cũng không hề thua kém tất cả các nước trên thế giới, và nó tạo ra một điều kiện để thu một lượng khách rất lớn đến với du lịch của Việt Nam. Quận cũng sẽ tiếp xúc với các đơn vị mà tham gia các hoạt động để quảng bá du lịch của Đài Hoàng Quân cùng với lại các cái đơn vị mà tham gia mà thực hiện thiết kế các chương trình đó, thì sẽ tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các đơn vị làm. Thành phố Hồ Chí Minh đã xây dựng hơn 30 sản phẩm du lịch y tế trong năm 2023. Điểm chung của các sản phẩm là sử dụng dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại các bệnh viện uy tín, chất lượng, trải nghiệm dịch vụ cao cấp, ăn uống, mua sắm, nghỉ dưỡng, góp phần nâng cao tính cạnh tranh cho du lịch thành phố.